câu lạc bộ xe đạp sắc màu Friends Bicycle. Họ là ai? Là thầy cô giáo của Nguyễn Ngọc Hưng, vợ chồng Diều Tôn Khánh Lê, là nghĩa huynh nghĩa tỷ Xuân Anh, Thu Hà, là các bạn chị cốt của Nguyễn Ngọc Hưng, vợ chồng Thiền Minh, Bích Thọ, Vũ Tuế, là đàn anh đàn chị gần gũi, vợ chồng Thanh Hà, Thu Sương, Kim Thu, Tuyệt Nga, Ngọc Hoàng, vợ chồng Trung Thủy, Anh Vĩnh, Thanh Sơn, Đàng Trung, là cả em thân thương, vợ chồng Hạnh, Giỏi, vợ chồng Tân Thuyết, vợ chồng Minh Thoa, Hải Bình, Diệp, là cả những người Nguyễn Ngọc Hưng chưa gặp mặt bao giờ như vợ chồng Anh Tín, và cả những thành viên dự khuyết như Từ Thanh Bình, Tận Sơn, là những người làm ăn phương xa, mỗi dịp về quê đều nhiệt tình tham gia với câu lạc bộ, là cán bộ, giáo viên, nhân viên, doanh nhân, buôn bán nhỏ, làm nông, xuất thân mỗi người khác, tuổi tác cũng ít nhiều chênh lệch, người đã hưu khá lâu người vẫn còn công tác, bươn chải làm ăn, nhưng tất cả gặp nhau ở tinh thần vui trẻ khỏe, chia sẻ cùng nhau mọi nỗi niềm giảng thăng, ấm lành cuộc đời. Sắc màu trong tên gọi câu lạc bộ xe đạp sắc màu Friends Bicycle, tất cả thành viên đều mặc đồng phục, mỗi ngày trong tuần một sắc màu riêng. Hầu hết đồ đồng phục được người thân, bạn bè, học trò của những thành viên trong câu lạc bộ vì yêu thương, mến mộ mà tài trợ để động viên. Còn Facebook, ngoài nghĩa Facebook, mỗi chuyến đi đều có người ghi hình, đưa lên Facebook để lan tỏa niềm vui, lưu dấu kỷ niệm còn hàm nghĩa những người bạn cùng sở thích xe đạp. F là viết tắt của Friends và B là viết tắt của Bicycle. Nguyễn Ngọc Hưng tôi quanh năm một góc nhà, tỉnh quá nên rất chi thích đồng. Bản thân tôi vẫn thường xuyên động viên, cổ vũ anh chị Xuân Anh, Thu Hà về việc rèn luyện sức khỏe bằng xe đạp từ khi câu lạc bộ mới manh nha. Lúc đầu chỉ có 2 người cho đến đông vui trên 20 người bây giờ. Có lẽ vì biết tôi tha thiết quan tâm đến câu lạc bộ nên mọi người đã đặt cách kết nạp và ưu ái bầu tôi làm chủ tịch danh dự của câu lạc bộ. Và tôi xem đây như một món nợ ân tình cần phải trả. Nhưng phải trả cách nào đây? Sau khá nhiều tháng ngày trăn trở, nhào luyện những hiểu biết và tình cảm cá nhân tôi với câu lạc bộ, tôi đã viết thành bài thơ dưới đây. Rất rất mong các nhạc sĩ đồng cảm phổ nhạc, có thể phổ nguyên văn hoặc phỏng ý cho đứa con này thay bố nó. Hát vang cùng câu lạc bộ xe đạp sắc màu Friends Bicycle trên mọi cung đường. Vô cùng hy vọng và thiệt tha mong đợi. Hành khúc câu lạc bộ xe đạp sắc màu Friends Bicycle. Sắp về hưu hay đã về hưu, chúng ta vẫn là ưu tươi, đầy nhẽ. 1, 2, 3 nào, vui trẻ khỏe, cùng bon bon trên những cung đường. Rực rỡ phố hoa mướt mạt ruộng vườn, gương mặt quê hương mỗi ngày mỗi sáng. Những di tích và những cây di sản, thanh lọc tâm hồn bằng sức mạnh siêu nhiên. Ấm lành mỗi người một cảnh đời riêng, đã gặp nhau là thân thương ruột thịt. Hương thiền tâm không so đo nhiều ít, thăm hỏi đồng viên bao số phận tơi bời. Chiên nắng sẽ mưa lời rượu rang lời, ráo tàn buồn lo khởi niềm hy vọng. Mẫu bánh mì, nửa ly cà phê nóng, cũng đủ cho một ngày mới tuyệt vời. Trên đầu ta thăm thẳm bầu trời, dưới chân ta mênh mông mặt đất. Không cam chịu, co ro trong đời chật, bảy sắc cầu vồng lượt gió bay lên. Tan buồn phiền mọi thứ nhẹ tinh tinh, chúng ta mãi là u tươi đẩy nhẽ. 1, 2, 3 nào, vui trẻ khỏe, còn bao năm hơi nở bảy nụ cười. Thì trận chờ chua 8 tháng 9 năm 2017. Nguyễn Ngọc Hưng. Vâng, nghe qua lời kể và tha thiết mong đợi có một tác phẩm âm nhạc ra đời cho câu lạc bộ mà nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng luôn vô cùng hy vọng. Quang đầu rất trân trọng cảm ơn tình cảm của riêng anh Nguyễn Ngọc Hưng dành cho mọi người trong câu lạc bộ xe đạp sắc màu Friends Bicycle. Riêng Quang đầu cũng đã cố gắng mang lại một giai điệu rất là mộc mạc gửi đến cho tất cả mọi người thay lời yêu thương chân thật nồng ấm trong đời sẽ hát vang lên và cứ vang lên mãi mãi. Hy vọng rằng sự đón nhận của câu lạc bộ đầy ắp tình thương yêu vô bờ bến. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
vẫn là u tươi đầy nhé. Một hai ba nào vui trẻ quê cùng bon bon trên những cung đường rừng rỡ phố hoa mơ màng vườn vườn thương mang yêu thương mỗi ngày mỗi sáng những gì tính và những cái gì xa tay lòng tâm hồn bằng sức mạnh siêu nhiên trên đầu ta thăm thắm bầu trời dưới chân ta mênh mông mặt đất không cam chiều có gió trong đời thân bay sắt cầu vòng nước gió bay lên chia nắng xe mưa lời diêu gian đời màu bánh mì cửa ly cà phê nóng cùng đủ cho một ngày mới tuyệt vời. Mọi thứ nhẹ tên tên chúng ta mãi là u tươi đầy nhé. Một hai ba nào vui trẻ quê còn bao năm hơi nở bay nụ cười ấm lành mỗi người một cánh đời gì đã gặp nhau là thân thương thường thì thương thiện tâm không sao đo nhiều ý thăm hỏi đồng viên bao số phận tới bay. Một hai ba nào